hiện nay dùng tiền ở đâu, chúng ta rất là vẫn dùng đúng cái văn hóa chúng ta là ai đến chúng ta có tiền, tất cả người tham gia chúng ta có tiền, cũng là người kinh doanh không ai để trả ai mời ai cả, rất là fair play. Như thế thì họ đến kinh doanh, họ những người thực sự đến kinh doanh họ sẽ thấy thoải mái. Trong đời doanh nhân vừa rồi chúng ta thấy có trường hợp người ta đến đấy chỉ vì mấy trăm nghìn thôi, doanh nhân rất lớn người ta không đóng, người ta bỏ về, người ta đến thu tiền ngay của họ, đến mời họ đến, họ có cơ hội kinh doanh thì những người họ là như thế, cũng không phải là khách hàng hoặc là không phải đối tác của chúng ta. Nên tôi nghĩ chúng ta không nên quá háo hức vào công việc của chúng ta, bỏ tiền chúng ta để mời những con người như vậy. Và tôi nghĩ nội bộ của chúng ta thì chúng ta fair play, cả bạn bè chúng ta công khai ra ngày hôm đấy ai đến đóng tiền check in, chúng tôi đến chúng tôi đóng tiền, thấy đây là nơi mà cần làm ăn chúng tôi thì chúng ta làm. Đó là quay lại cái tầm nhìn của tôi cả toàn ta đang tập trung vào chất lượng, chất lượng của những người chúng ta cam kết và người ta sẵn sàng làm ăn hợp tác của chúng ta. Thì đó là cái ngày ưu điểm chúng tôi cũng mong muốn là cái ngày đấy về bản chất làm sao vẫn làm cái ngày kết nối kinh doanh hiệu quả thật sự, chứ không phải là ngày tiệc tùng quan niệm như vậy. Tiệc tùng thì nó không có ở trong Vina thì từ xưa giờ năm năm tham gia nó cũng phải là quá trình nhiều so với cái mình chỉ cắt được mấy năm năm, nhưng mà gần như trong Vina không có cái building hay là không có một cái kỷ niệm nào. Đó, cái sai lầm lớn nhất của những cái building đó là chuyển sang tiệc tùng và sẽ liên tục người ta cứ nhắc đi nhắc lại, thì chúng ta cũng không cần phải nhấn mạnh vào cái việc mà ăn cái gì uống cái gì, rồi làm sao chúng ta tập trung vào làm sao có thể cho kết nối kinh doanh và để cho hình ảnh chúng ta là những người chuyên nghiệp. Đó là chia sẻ với tôi, mong mọi anh chị cùng đồng hành và hướng đến một ngày đấy là vẫn là một ngày làm việc hiệu quả nhưng mà vui ý nghĩa. Cảm ơn anh Tuấn ạ. Về cái tầm nhìn cùng như anh Toàn mới có cho có hỏi, thì thứ nhất là các anh chị thấy năm vừa rồi thì tôi cũng đang chạy một cái ở cái về cái vùng chia sẻ trước với các anh chị cùng là quy hoạch của Vina Việt Nam là vùng Nam Trung Bộ có 4 tỉnh, đó là Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Thì ít nhất là hết năm 2019 Nha Trang phải có 3 chapter, còn Ninh Thuận 1 chapter, Phú Yên 1 chapter và Bình Định 2 chapter, đó là yêu cầu của Vina Việt Nam. Nhưng thực sự các anh chị thấy là tôi cũng nỗ lực rất là nhiều, một mình lóng bóp chạy xe ra Quy Nhơn, hôm nay có anh Quyền, anh Thực và anh Tắng, tất cả mọi người khi có cả anh Toàn, mời cả anh Toàn làm, thực sự làm rất là nhiều, bỏ công cái chuyện mà tài chính thì không nói, công sức mình bỏ rất là nhiều. Nhưng anh chị biết đi các tỉnh là hầu như là mất 1 ngày, giờ đi Quy Nhơn là phải mất 2 ngày, làm rất là khổ, chứ không phải là không làm, định hướng là như vậy, mình nhìn ra đó để mình làm, nhưng mà nó có vấn đề nhiều, vấn đề hạn chế. Phú Yên thì các anh chị thấy đã hình thành lên rồi, Phan Rang cũng vậy, đã hình thành lên được 10 người đóng phí rồi, nhưng bây giờ nó cũng vùng ra vùng rẻ, 10 người họ đóng phí, nhưng mà khi nào yêu có mình vào á, có một khách mời á, mình cũng phải chạy vào, anh chị thấy không? À, từ đây chạy vô Phan Rang có những bữa thì đi về tới đây ít nhất khoảng 2 giờ chiều là không làm việc gì được, không phải là không làm. Anh chị thấy nó thường tôi cứ đến khi đi tôi có mặt buổi họp tôi luôn chia sẻ với người đó, hoặc là Quy Nhơn thì bây giờ nó đang hình thành một cái con rút đó, nghe định hướng cái vùng của mình là như vậy, nhưng mà nó có nhiều vấn đề hạn chế. Thứ nhất là về cái địa lý nó hơi xa một chút, nó khó khăn nhiều so với Hà Nội, Đà Nẵng hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị từ quận nào vào cũng nhiều thì hết khoảng maximum hết vài chục phút là có thể tới được rồi, có thể chia sẻ được một buổi rồi. Như ở đây thì chúng ta thấy là rất là khó, và chúng ta không dành nhiều thời gian thì không thể làm những việc đó. Kể cả anh Tuấn đấy, vẫn hồi xưa đây anh có chủ tịch tòa, hồi xưa anh cũng co rút cái chapter đây rồi, giữa đường cũng bùng gánh luôn. Nhưng mà tôi nghĩ nếu chúng ta cứ nghĩ như vậy chúng ta không làm thì không được. Và sắp tới thì Nha Trang sẽ có rút một chapter nữa. Thứ nhất, tất cả những cái thành viên, những khách mời mà trùng ngành nghề với chúng ta đi họp với chúng ta thì chúng tôi đang có kế hoạch là đưa họ qua một cái chapter mới về bất động sản, về xây dựng, về đá. Chúng ta vừa rồi một số các cái đơn đăng ký số 1 thì chúng tôi sẽ đưa qua, và
theo tâm huyết của tôi là ít maximum 2 tháng 6 2018 là phải có một cái chapter ở Nha Trang, tôi chắc chắn sẽ làm được. Nha Trang tôi chắc chắn sẽ làm được. Vâng, chúng ta cho Phong vào tay đi ạ. Chúng tôi mời cái gì LT của ban của Union ra đứng dậy ạ. LT Union. Vâng, trong Union thì chúng tôi là đại diện trong nhiệm kỳ này, tôi cam kết là cái gì tham gia vào Union sẽ hỗ trợ hết mức, là cái gì có thể kinh doanh tốt trong Union. Nhưng chúng tôi khi mà tham gia vào định hướng của vùng thì tôi rất muốn ban lãnh đạo của vùng để hỗ trợ để mà chúng tôi phát triển hơn nữa trong vì này. Chúng tôi sẽ đi theo những người có tầm nhìn và sự phát triển của Union. Còn không thì chúng tôi tới đây cũng chỉ như vậy thôi. Nếu như 5 năm nữa chúng ta sẽ không có cái sự phát triển thì chúng tôi cũng phải đi tìm và phát triển thêm ở một cái tổ chức hoặc là một cái gì đó nó phát triển hơn nữa. Thì tôi cũng mong muốn rằng những nhân tố trong Union là những nhân tố quan trọng độ cùng với anh Thông và Tuấn có thể phát triển hơn nữa trong các vùng. Bởi vì sao? Bởi vì một mình anh Thông và anh Tuấn cũng không thể nào mà đẩy nó được nếu như chúng ta không đồng lòng từ Union. Cảm ơn anh Toàn, tôi rất thích cái tính của anh Toàn. Chúng ta làm, chúng ta không phát triển, chúng ta xin mời các anh chị ngồi xuống. Chúng ta mà không làm, không phát triển, không nhìn thấy định hướng thì không làm. Tính tôi không vậy, nói thật, không vậy. Thực sự các anh chị cũng thấy là tôi làm cái gì để những người mà hay cùng với tôi, hay đi cùng với tôi, anh thấy rất rõ điều đó. Tôi không làm, khi tôi Phú Yên không cảm thấy không được thì tôi chạy về Phan Rang. Tôi phải làm. Thật sự chia sẻ với anh chị, mình đi họp cùng mà và cũng hỏi cùng anh mấy chapter rồi, cũng là cũng một chapter nó buồn lắm. Thật sự rất là buồn. Để những anh chị đi cái xe mà như tôi là tôi đến 6 là tôi là chuyển bị chán rồi. Nó đi ngoài nó cũng chán. Nhưng mình khi mình cảm nhận hết được rồi mà chúng cảm thấy những yếu tố mỗi đó không phải là cái suy nghĩ của tôi. Cách làm của tôi cũng vậy. Đó. Như năm các anh chị biết là năm trước các anh chị nào đi Phú Yên chúng tôi biết đúng không? Đi rất là sớm ầm ĩ luôn, kèn trống ầm ĩ ra ngoài đó thì chẳng làm hoành tráng, nhưng mà ở đó họ thiếu rất nhiều, họ không có suy nghĩ, suy nghĩ về cái kinh doanh yên vùng như chúng ta. Vừa ra người ta nghe đâu nay hôm với ông Biên nay ra nào cũng ăn nhậu. Thế giờ ông Văn Đang phải tránh là không ăn nhậu, ăn trưa thôi, ăn cơm thôi. Đấy bài như vậy. Vậy ra mình đứng chỉ gặp phụ là ngồi đó nói chuyện thôi. Không bao giờ đề cập đến cái chuyện ăn nhậu nữa. Lúc nào mình cũng nói về cái chuyện tiền bạc kinh doanh. Mà tôi, ý tôi như vậy. Còn các tất cả anh chị, tôi cũng khẳng định là cuối năm 2018, cả vùng này sẽ phải thêm một chapter nữa. Và nếu không thêm được chapter thì chúng ta tôi cũng không dám làm vùng nữa. Cho tôi một tràng vào đây đi. Tôi muốn mong muốn những người là phải action, làm nhanh. Tính tôi là vậy, thích nó là làm mà tôi thích tính những cái câu hỏi của anh Toàn. Anh Toàn còn câu hỏi nữa không ạ? Trong cái nhiệm kỳ 11 này thì tháng đầu tiên chúng tôi đã những cái chỉ số là đều đạt, trong đó thì chỉ số hiện diện là hơi thấp. Chính vì vậy nhờ các tất cả các chị trong member chúng ta đoàn kết và hỗ trợ nhau để chúng ta hiện diện trong những buổi họp để chúng ta có thêm nhiều cái nguồn năng lượng và nhiều hỗ trợ cho kinh doanh. Đặc biệt là trong cái tháng thứ hai là kế hoạch của chúng tôi đó là chạy về bóng và tim, thì tôi cũng mong muốn trưởng ban phát triển đó là anh Hồ Đình Việt và anh Việt Lạc có thể cùng hỗ trợ với tất cả trưởng tim để chúng ta chạy trong tháng thứ hai là để mà chúng ta phát triển bóng và tim. Thì tôi tin chắc rằng là nếu như cái gì làm tốt về bóng và tim thì chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong cái chapter của mình cũng như là cộng đồng. Chúng ta cho anh Việt chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nha. Thì cái gì giữa anh và chúng tôi làm LT thì có cái rất riêng và tương tác nhau thường xuyên và cũng là luôn luôn nghĩ về Union và chapter. Chính vì vậy và từng cái cá thể trong cái thành viên của mình hãy hướng và hỗ trợ nhau về mặt kinh doanh, đặc biệt là trong nhóm. Đến thống kê của BNI trên toàn thế giới rồi thì khi chúng ta hoạt động bông tin hiệu quả chính là cái nơi mà sẽ sinh ra nhiều cái referral nhất. Và cái buổi họp khi mà mình bỏ tin hoạt động tốt thì buổi họp chúng ta sẽ hoạt động rất là chất lượng.
5 năm rồi chúng ta chưa xây dựng được. Tôi hy vọng rằng là trong cái tháng thứ hai này chúng ta sẽ xây dựng được cái bông đầu tiên. Trong đó thì trước có anh Thực và đã anh Thực, anh Kính, anh Việt đã cùng chạy những cái team cũng rất ok rồi, nhưng mà cũng không được cái lý do vì sao mà chúng ta còn chưa có thể đột phá để mà có nâng cái tầm team mình lên. Thì mong rằng là trưởng ban phát triển trong nhiệm kỳ này phối hợp với những anh chị nào có cái kiến thức cũng như là kỹ năng trong xây dựng đội nhóm team để mà chúng ta cùng hỗ trợ nhau, và tất cả các chị trưởng team hãy nghe sự điều phối của anh Việt. Và chúng ta là những chủ doanh nghiệp, mỗi người đều có cá tính, nhưng trong cuộc chơi thì chúng ta phải có cái quy luật và có cái tôn trọng lẫn nhau trong cái trong cái một cái môi trường. Và Vina thì mong muốn rằng nhiệm kỳ cái tháng thứ hai của nhiệm kỳ 11 chúng ta tập trung vào cái bộ team, xin các chị đó là hỗ trợ thêm cho anh Việt. Anh Thực có phát biểu nhiều không? Mình hôm nay họp nội bộ thì mình có cái ba cái ý nhỏ như thế này. Ý nhỏ thứ nhất ấy, thì trong cái buổi mà thành lập mà 5 năm ấy, thì trong cái kinh phí đương nhiên chúng ta, cái kinh phí mà chúng ta để tổ chức thì đóng góp của các thành viên theo cái tiêu chí là mình chia sẻ. Đấy thì đương nhiên là một phần chính là trong cái số đó. Nhưng mà để cái tiệc của chúng ta diễn ra một cách chuyên nghiệp và nó đúng cái tinh thần là kết nối thì chúng ta phải cần những cái phụ phí khác, ví dụ như là để hệ thống âm thanh ánh sáng nét rồi tổ chức làm sao cho chuyên nghiệp thì chúng ta phát sinh những cái chi phí rất là nhiều. Thế thì để mà làm được cái điều đó thì tôi hy vọng là ban tổ chức sẽ huy động được đầu tiên là những cái kênh tài trợ, những kênh tài trợ có thể là những cái thành viên ở trong các tờ thì đương nhiên nó tốt nhất, còn không thì có thể là kêu tài trợ từ những cái doanh nhân doanh nghiệp lớn ở ngoài. Nhưng mà điều quan trọng thì quý anh chị phải xây dựng được một cái kịch bản làm sao cho nó tương đối sớm và rõ ràng những cái quyền lợi của các nhà tài trợ. Tôi thấy có rất nhiều cái chương trình mà chúng ta đã tổ chức, nào là chuyển giao, nào là kỷ niệm 3, 4, 5, nhưng mà cái quyền lợi của những anh chị em tài trợ thì lại gần như không có. Đấy, gần như không có. Có chăng thì chỉ in cái logo trên băng rôn, in trên cái thiệp mời, thì thiệp mời ngày hôm sau tổ chức thì ngày hôm nay mới được, đúng không ạ? Thì cái công tác này chúng ta làm rất kém. Nếu thực sự chúng ta làm được cái điều này thì thậm chí chúng ta đi không cần phải đóng tiền. Mình nghĩ là ở đây anh chị em ở đây tất cả mọi người đều, mình nghĩ tất cả mọi người ở đây đều có mong muốn được tài trợ và đều được mong muốn được quảng cáo, được marketing ở một cái tổ chức rất là lớn như chúng ta. Nhưng mà cách của chúng ta làm vẫn chưa ổn để chúng ta huy động được cái nguồn tài trợ đấy và cái chủ động cho cái chương trình cũng như là để mà làm sớm cái kế hoạch này thì chúng ta chưa làm được. Thì hy vọng lần này cũng là một cái ngày lễ lớn, chúng ta huy động được tất cả những cái thành viên kiếp BNI từ ngày khai sinh ra đến bây giờ, thì có rất nhiều doanh nghiệp lớn ở trong này, thì chúng ta có thể thành lập trưởng ban, nhưng mà có thể ngoài ra có cái ban huy động tài trợ để chúng ta huy động được cái nguồn lực đó thì giảm được cái chi phí tham gia cho anh chị em và tham gia cho khách mời. Đấy thì cái ý đầu tiên trong cái ý của Thực là như vậy. Cái ý thứ hai thì Thực nghe đâu đó ông Jack Ma mới vừa sang Việt Nam nói với giới trẻ rằng là chúng ta muốn phát triển tốt, chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải đi theo đội nhóm, tức là đi theo team và có một cái đội ngũ team tốt. Và trong BNI ở Nha Trang thì mình nghĩ cái này thì xin lỗi anh Thông, anh Tuấn, thì với cảm nhận của Thực thì trên thượng tầng chúng ta chưa có một cái team tốt, chưa có một cái team tốt. Do vậy cái hệ thống của chúng ta, cái team nó vẫn đang rời rạc từ trên thượng tầng. Thượng tầng là cùng Thông, cùng Tuấn và một số cái cụ khác là các giám đốc chẳng hạn. Thế thì cái này thì các cụ lên hồi ngồi lại và chạy lại cái team của các cụ làm sao cho tốt. Thì từ cái thượng tầng đến những cái mà hạ tầng là cụ thể ở trong các team của chúng ta trong Union Chapter, ở đâu đó thì nó cũng chỉ mang tính chất cộng phát, tự phát, nó không đi theo cái định hướng của chẳng tầng. Và chúng ta cần phải siết lại cái này và cần phải làm lại cái này để làm sao nó theo cái tính hệ thống của Việt Nam và theo cái hệ thống của tổ chức thì nó mới mang tính chất bền chặt lâu dài, và đó nó mới mang tính chất bền vững. Đấy là cái ý thứ hai. Và cái ý thứ ba đấy thì thực sự là cái vùng của chúng ta thì anh Thông, anh Tuấn là người hiểu nhất bởi vì cũng đã tham gia BNI và là điều hành trực tiếp. Thì những cái thành phố như là Phú Yên hay là Ninh Thuận thực sự còn có hơn Nha Trang chúng ta rất nhiều. Nha Trang
như vậy, nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm ở Nha Trang trước thì tôi nghĩ là nó còn tốt hơn so với những cái vùng khác đấy. Thế nên chúng ta tập trung làm tốt như anh Tuấn nói là yêu đời và mở một cái ở Nha Trang nữa thì nó sẽ tốt hơn chúng ta mà phân tán những cái nguồn lực để chúng ta mở ở Phú Yên đâu đó vài bữa xong ta lại chán, ta lại không mở nữa, xong người ta lại chạy ra Phan Giang vài bữa ta lại thấy là không ổn nữa. Thế thì theo thực nghĩ cái chiến lược chúng ta lên nhà ở Nha Trang trước, bởi dù sao thì vẫn còn yêu đời ở đây và chúng ta vẫn đang làm tốt cái việc này. Và chúng ta mở Nha Trang thì cái doanh nghiệp và cái mức độ phát triển ở Nha Trang nó cũng tốt hơn so với những cái vùng khác rất là nhiều. Và gần địa bàn của chúng ta thì hôm nay Thông, anh Tuấn, Mốt, anh Việt hay là anh nào đó thì cái việc của chúng ta liên tục như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn cho cái việc phát triển thêm chắc tờ ở vùng. Thì đó là ba cái ý kiến nhỏ nhỏ thực góp ý với quý chị trong buổi họp nội bộ ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý chị. Riêng của chúng ta có góp ý thân những cái ý gì để mà chúng ta có thể tổ chức tốt hơn và cái Vina của mình trong cái vùng này thì chúng ta có thể cho ý kiến. Vina phải chắc hơn. Dạ. Rồi xin mời anh chị Vina và Vina. Với vai trò là một thành viên của trong Vina thì cũng đã được hiểu tất cả các vấn đề về công cụ của Vina thì cũng xin được ý kiến với chị em làm sao để mình phát triển và phát triển hơn nữa trong vấn đề này. Thì hôm nay tôi sẽ xin giới thiệu với anh chị em, tôi tin chắc là sẽ người bạn của tôi sẽ tham gia vào, bởi vì tôi tham gia vào rồi. Thì anh Nguyễn Nhân Hòa, tôi tin là sau hôm nay thì anh ấy sẽ là trở thành thành viên của các anh chị. Thì có một vài những ý kiến để làm nào để anh chị phát triển được nhiều chắc tâm hơn. Và theo quan điểm của tôi thì tôi có thường nói với anh em một câu rằng chúng ta đây tất cả là giám đốc, chỉ có thích làm, không thích làm. Anh chị thích không có lý do thì sao làm được ạ? Wow. Thế thì vấn đề là có thích hay không thôi. Thì bây giờ để làm thế nào để chúng ta phải xác định được chúng có thích thật hay không? Thì nội bộ chúng ta gần này anh em của chúng ta nên ngồi để xem xét lại. Và theo cảm nhận của tôi thì Nha Trang hoàn toàn có thể trong tầm khoảng 3 chapter là chuyện rất đơn giản, không hề khó khăn gì cả. Nếu như ở trong mỗi một thành viên ở đây mà anh chị em cam kết mang thêm 2 thành viên ở đây thì câu chuyện đó chúng ta sẽ nhân rộng lên được ngay. Đấy, cho nên là theo quan điểm của tôi là ban lãnh đạo, ban đầu tiên nên xem xét lại là tất cả anh em chúng ta ngồi đây đã thực sự thành thạo và hiểu đúng nghĩa để vận dụng công cụ liên hài vào hoạt động của doanh nghiệp chưa? Đấy thì tôi ở ngoài trên hiện tại nhiệm kỳ này đang là trưởng ban khách mời. Các thành viên mới đến thì cũng nói thẳng với anh em mà khi đến là trong 6 tháng đầu tiên anh chị đừng có chăm vào bán hàng, bởi vì trong 6 tháng đầu tiên anh chị nên tập trung vào học công cụ liên hài và xem lại cái doanh nghiệp của mình, xem là sản phẩm dịch vụ của anh chị sản phẩm tốt chưa, có cái quy trình triển khai của anh chị đã thực sự tự tin trước tất cả khách hàng của anh chị khi bán hàng chưa, có còn cái gì băn khoăn bán xong còn lo lắng là bị ai đó không hài lòng không. Nếu cái thực sự cái điều đó mà anh chị tốt sau 6 tháng thì nhanh được sau 6 tháng, còn mà doanh nghiệp mới thì 6 tháng còn chưa ổn đâu. Ở đâu đó trong doanh nghiệp của anh chị em mình chúng ta giám đốc chỉ giỏi ở một đoạn đó thôi, còn đằng sau hầu rất nhiều thứ. Thế nếu chúng ta không thực sự nâng cấp chủ doanh nghiệp của mình lên, nâng cấp cái quy trình của doanh nghiệp lên thì làm sao có thể bán được hàng? Và khi không bán được hàng, sản phẩm dịch vụ như Libro tôi nói thật là treo ở trong buổi họp này, tôi cá nhân tôi cảm thấy nó phải là những Libro partner, có nghĩa là phải trở thành các cặp đôi hoặc là các hộ thì là các cái cơ hội để trao nhau giá trị rất lớn. Lúc đầu tôi vào tôi thấy có trao Libro rất nhiều, xong sau đó tôi bảo những cái Libro mà trở thành những cặp đôi ấy mà anh em mà rất thân với nhau mới trao cái giá trị. Mà ở chắc từ của chúng tôi thì có một câu là sản phẩm nào của anh chị dễ bán nhất và sản phẩm nào của anh chị muốn bán nhất, và chúng ta phải định vị được rằng cái sản phẩm chúng ta nên bán là làm sao để có lợi nhất và chúng ta nên định vị doanh nghiệp chúng ta ở đâu. Thì tôi xin có một ý kiến đó là anh chị em nên muốn mở tiếp tục chắc tên, nhưng mà anh có nói là cái chắc tên nó phải và phải phát triển vững năm mốt cộng tăng mạnh, thì cái điều rất là nhanh chúng ta ngồi xem lại quy trình của công cụ bên này chúng ta thực sự phải tạo thật sự con này. Cái thứ hai nữa là chapter bền vững năm mốt cộng hay là sáu mốt cộng hay bốn mốt cộng thì bản chất là tất cả các thành viên chúng ta phải đạt được lợi ích gì ở đó, chứ còn tất cả những cái định hướng nói này nói lại cuối cùng nếu không kiếm được tiền ở đó thì chúng ta rời sang mà được. Đấy thì tôi muốn nói đó là hiệu quả thì phải từ thành thạo công cụ bên này. Và cũng xin chia sẻ tôi với vai trò là một nhà chuyên tư vấn doanh nghiệp thì có nói là
nếu như mà chúng ta chưa thực sự ngon thì không bán được đâu. Bán xong cái dùng thử các hôm sau thấy không ổn cái thì cứ quay lại là lại không hài lòng với nhau. Thì chúng ta hãy góp ý cho nhau một cách rất thẳng thắn để rồi là chúng ta nội bộ đây có gì mà không dám nói, đúng không? Nếu không phải lời bên này chắc chúng ta phát biểu thế này, phải không ạ? Thế cho nên là tôi muốn nói là anh em chúng ta hãy giúp nhau bằng cách nói thẳng với nhau, nói rất rõ ràng và nói trên tinh thần xây dựng góp ý để sản phẩm dịch vụ của mỗi cá nhân chúng ta lên được tốt và chúng ta khai thác có hiệu quả cạnh tranh. Nếu như mà chúng ta mỗi một buổi họp chúng ta mang lại rất được nhiều tiền cho mỗi thành viên ở đây thì không có lý do gì anh em rời khỏi cả, phải không ạ? Và một điều nữa đó là kỷ luật và cam kết. Không thể có cái chuyện mà chúng ta đã nói là giám đốc là có thích làm hay không, mà đã thích rồi thì phải cam kết. Thì tôi chỉ nói là gì, nếu như mà giám đốc vùng hoặc là chủ tịch đưa ra mỗi nhà kiếm 3 thành viên trong cái nhiệm kỳ này thì có chúng ta mở thêm 200 nữa, câu chuyện nhỏ, phải không ạ? Thế mà tôi vào charter cái tôi cam kết luôn, tôi bảo rồi nhân chị, tôi có thể mang về nhiệm kỳ trong 6 tháng này 1 thành viên, xong rồi đến nhiệm kỳ 2 tôi bảo tôi có 3 thành viên. Chẳng bạn thì lúc đầu anh em mới nhắc mà thật ra với quan hệ chúng ta đang sống rất nhiều, chẳng qua anh chị em thật ra là vẫn chưa thực sự tin hay là chưa thực sự thấy hiệu quả, chưa thực sự hiểu thì không dám mang người thân mình đến. Hôm nay thì mang hai người bạn tới đây, em mang anh Hòa đến. Anh Hòa thì chủ tịch vừa nói đến anh Nguyễn Viết Hòa, anh chủ tịch đã biết anh Hòa là một người rất nổi tiếng và anh Hòa là một người nếu anh Hòa trở thành thành viên của anh thì anh Hòa sẽ là một trong những người mang lại thành viên cho anh rất nhiều, bởi vì anh Hòa là người rất uy tín và rất cam kết. Tôi xin hết ý kiến. Cảm ơn ý kiến của một thành viên của Vina và một khác vì cái gì cũng đã nhìn thấy rõ hết rồi. Để đầu tiên chúng ta phải lo cái doanh nghiệp của mình tốt cái đã, quy trình của chapter của mình. Thì ở đây mình nhân cái việc mà 5 năm thì cũng góp ý và hỏi thêm về bên ban giám đốc. Chứ còn chapter chúng ta đang trên một lộ trình rất tốt và tôi mong muốn rằng là nó sẽ tốt hơn nữa trong tương lai. Ở đây thì cũng sắp kết thúc buổi họp thì các chị có thêm ý kiến gì thì chúng ta có thể sẵn đây chúng ta chia sẻ luôn để chúng ta có thể cho bên ban lãnh đạo có thể có thêm một cái góc nhìn nào đó từ thành viên. Ở đây chúng ta ở đang nếu như ta góp ý thì thực ra giám đốc thì nên góp ý trước mặt, chúng ta không nên góp ý sau lưng, bởi vì góp ý sau lưng nó chẳng ích lợi gì cả, nó chẳng tốt cho mình cũng chẳng tốt cho cái đối tác của mình. Thì các chị có thể chia sẻ luôn ngay bây giờ thì không ngại đụng chạm, tại vì chúng ta ở đây là góp ý nó tốt hơn. Chúng ta có thể chia sẻ. Tôi sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi theo ý của anh Viên, của anh Thực nãy. Anh Thực nói là cái thương tầm nó không có tin thì không đúng. Tôi có đi ở đây là quả. Tôi họp đi ở đây tại vì anh không có đi ở đây, anh chưa biết. Họp đi ở đây là quả nên nó thương tầm, nó không có tin thì không đúng. Tại vì chúng ta là những thành viên của Vina, chúng ta có công cụ để làm thì không có lý do gì chúng ta không sử dụng công cụ đó. Tại vì cô Thực là chưa vào như đây nên thông báo với cô là một tháng tôi họp một lần nha. Cô ổn chưa? Okay. Rồi các anh chị tiếp tục ạ. Còn về vấn đề kinh phí thì tôi nghĩ là anh Viên lên mời anh Thực vô trong quan.